Sơn Bạch Tạng, nhân vật cầm trịch dân đao búa đất Hà Thành. Trong giới giang hồ miền Bắc từ trước đến nay, cái tên Sơn Bạch Tạng được nhắc đến với nhiều câu chuyện thơ duyệt về nhân vật cầm trịch dân đao búa đất Hà Thành. Không giống như Khánh Trắng, Phúc Bồ, Vinh Đồng, Dương Tử Anh hay nhiều anh chị có mẫu mặt khác thích chống rong cờ mở, Sơn Bạch Tạng lặng lẽ thu mình thống lĩnh việc cờ bạc và các hoạt động đen khác. Tảng mức chìm này của Sơn mang lại rất nhiều lợi nhuận và danh thế. Kẻ cầm tinh con hồ là một trong những tay anh chị nổi tiếng nhất trong giang hồ, nên Sơn Bạch Tạng luôn được các đơn vị công an chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của công an thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, với sự khôn ngoan của kẻ đã lăn lộn trên giang hồ, Sơn Bạch Tạng vẫn giữ được chất của mình và luôn khiến dân đao búa đất Hà Thành phải bái phục. Trên khắp đất nước, bất kỳ một dân chơi nào cũng đều biết đến tiếng của Trần Quốc Sơn, tức Sơn Bạch Tạng, như là một ông trùm thực sự của giang hồ Hà Nội. Các đại ca khét tiếng như Cú Nên, Cú Lý, Lâm Già, Minh Sâm, Thành Sâm đều phải kiêng nể Sơn cho các cuộc ân oán. Khi giang hồ vào thời loạn, thế kiềng ba chân Sơn Bạch Tạng, Phúc Hồ, Khánh Trắng tan vỡ, Sơn có cơ hội thống lĩnh sao đen Hà Nội. Không bỏ qua thời khắc quý giá này, Sơn treo binh mai mã, xưng hùng xưng bá ở khu vực chợ xe Phùng Hưng và các sòng bạc lớn ở Hà Nội. Sinh năm 1962, Sơn cầm tinh con hổ, chúa Sơn Lâm, luôn ngồi ghế tiên chỉ của dân đao búa trong mọi cuộc chơi. Tính Sơn nhỏ nhẹ, ít rượu chè, trong thời gian đấu đá với các đối thủ, Sơn lại càng lặng lẽ. Mỗi khi Sơn xuất hiện tại các phú trường, tất cả những cô đào đẹp nhất phải ra hồ rượu. Mỗi khi Sơn chót xa chân vào vòng lao lý, tất cả các phạm nhân đều phải thừa nhận Sơn là huynh trưởng. Đã nói là làm, đã làm là làm tới cùng. Tính cách ấy thể hiện rõ trong các phi vụ làm ăn, cũng như những cuộc thanh trừng bằng máu khiến bọn đàn em vô cùng khiếp sợ. Khi Khánh Trắng bị bắt, Sơn Bạch Tạng lên ngôi, trở thành anh cả tại giang hồ miền Bắc. Thế vật lực của Sơn rất lớn bởi tiền và những gã đàn em máu lạnh, sẵn sàng xuống tay giao tay búa mỗi khi đại ca ra lệnh. Cùng lúc đó ở Hải Phòng, Minh Sức cùng tứ đại hộ pháp của mình là Dũng Bắc Cạn, Dũng AK, Dũng Đuôi và Dũng Ca cùng phô trương thanh thế thống lĩnh giang hồ đất cảng. Minh đi buôn lậu hàng điện tử, heroin, xăng dầu, nên nguồn tài chính của gã hết sức khổng lồ. Đây là sự hậu thuẫn lớn cho Minh trong việc phong tỏa giang hồ cả nước. Ngoài ra, tứ Dũng của Minh đi đâu cũng mang hàng nóng theo sau, nên băng nhóm của Minh ngày càng lừng lẫy thanh thế. Thậm chí chúng còn có cả súng AK đi áp tải hàng lậu. Ngay từ đầu, Sơn và Minh đã chẳng ưa gì nhau, nên mối quan hệ của giới hai đạo, hai thành phố rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Ngoài việc buôn bán ma túy, đàn em của Minh là Du Hà mở các sới bạc tại Thủy Nguyên, Kiến An, cạnh tranh với Sơn và thắng trong nghề đỏ đen bị bợm. Không như thế, Dung còn cậy thế anh mình phong tỏa giới tín dụng đen tại casino Hải Phòng, khiến hành sự một người em kết nghĩa của thắng mất đất làm ăn. Quê gốc của Sơn Bạch Tạng ở phường Phương Liệt, Thanh Xuân, nhưng sau đó chuyển về phố Ngô Thị Nhậm sinh sống, là con út trong một gia đình nền nếp. Nhưng từ nhỏ Sơn đã quậy phá, ngỗ ngược, liên tục bị chính quyền địa phương tập trung cải tạo. Mới 15 tuổi, Sơn đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt vì tội móc túi vào năm 1977. Đến ngày 20 tháng 3 năm 1978, Sơn tiếp tục bị tra tay vào còng, cũng về tội hai ngón. Ngày 19 tháng 1 năm 1979, Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm xử Sơn 8 tháng tù, 12 tháng thử thách. Đến ngày 16 tháng 3 năm 1980, Sơn lại tiếp tục bị bắt về tội danh trên. Không như thế, khi còn trẻ, ông trùm này còn rất nổi tiếng vì máu lạnh trong những cuộc đánh lộn, đâm chém. Trước những hành vi phạm tội liên tiếp của Sơn, chính quyền địa phương buộc phải lập hồ sơ đưa đi cải tạo tại trại Thanh Lâm, Thanh Hóa. Do đã gây dựng được số má ở ngoài, nên khi vào trại, Sơn được ngồi ghế đại bàng. Ở đây, ông trùm máu lạnh này thu phục hàng loạt đàn em trong Nam ngoài Bắc để nhân rộng thanh thế, đặc biệt là những đàn em ở Hải Phòng, Nam Định được đại ca đặc biệt ưu đãi hơn cả. Ngoài bản lĩnh do ân oán giang hồ tạo nên, Sơn còn được đàn em hết sức nể phục vì sự điềm đạm, ăn nói khéo léo, nhẹ nhàng và tính cách nhất ngôn kiều đỉnh. Đã nói là làm, đã làm là làm hết mình, Sơn được đàn em nể trọng không kém gì thắng. Hơn nữa,
Ít ai thấy Xuân nói tục chỉ vậy, uống rượu không bao giờ sử dụng ma túy, nhưng đã ra tay thì hết sức lạnh lùng. Sau những phi vụ làm ăn, Xuân bao giờ cũng tỏ ra kỳ ma đàn em và không nhận phần nhiều về mình. Thậm chí khi những cuộc xung đột trong hai giới hắc bạch xảy ra, Xuân cũng đứng ra giả chết, tránh đổ máu cho đàn em và các băng nhóm khác. Khi cải tạo trong trại, mỗi lần nhận được quà cáp gửi vào, Xuân Bạch Tạng thường chia đều cho đàn em, nhưng kẻ nào có ý định vượt mặt thì Xuân không bao giờ bỏ qua. Không sống một cách phương giả tại Hải Phòng được nữa, mang theo mối hận trong lòng, Xu Hà vào thành phố Hồ Chí Minh theo hai đàn anh của mình là Minh Chức và Thành Chân lập nghiệp giang hồ. Tuy nhiên đi đến đâu cũng bị Thắng cản mũi, niềm oán hận của Dung lại càng cháy bỏng. Im hơi lặng tiếng hơn Dung, nhưng Ngô Chí Thành tức Thành Chân là đại ca giang hồ thực sự của Hải Phòng. Thành không thích chống rong cờ mở, phô trương thanh thế, nhưng có thực lực trên giang hồ. Cú Lý, Cú Đen, Lâm Già, Dũng Bắc Cạn, Oanh Hà, Dũng AK, Dũng Đuôi, Dũng Hà đều sợ Thành Chân một phép. Vào thời gian này, tại các vũ trường như Mưa Rừng Nhiệt Đới, Đêm Màu Hồng, Phi Thuyền, hàng đêm Thành Chân ngồi uống rượu một mình. Hầu hết các gia chơi bảo kê có số má ăn như Tài Ba Đô, Dũng Lợn đi qua đều phải cú chào lấy phép. Khi mâu thuẫn của Dung Hà và Thắng Tài Dậu, Xuân Bình Tạng lên tới đỉnh điểm, Thành đã khuyên răn cô em đồng bóng của mình rất nhiều là kẻ lạc lõi trên giang hồ. Thành hiểu độ nham hiểm và sự tàn bạo của đối thủ. Thấy Dung không nghe, Thành liền bỏ đi Canada sinh sống. Khi Xuân Bình Tạng và Thắng Tài Dậu bị đàn em Dung Hà săn đuổi thì Thành vẫn có những mối quan hệ mật thiết với giang hồ đất cảng. Còn Sơn bay vào thành phố Hồ Chí Minh yểm bùa đám giang hồ ba ke đang quấy nhiễu tại các phút trường nhà hàng. Vào thời điểm này, dân đa bố miền trong rất ngại những tay anh chị từ Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội mà vào. Những cái tên như Hưng Minh Nhon, Trường Xuân, Tuấn Tăng, Thủy Lẩm, Dũng Heo, Dũng Palatine khiến dân giang hồ miền Nam toát mồ hôi. Những trận huyết hận tương tàn của vài chục tên côn đồ miền Nam cùng lắm chỉ làm đổ máu chút ít, lâu lâu mới nhớ tay lao khiến có kẻ vong mạng. Nhưng khi giang hồ miền Bắc đã ra tay thì không tàn phế suốt đời thì cũng hồn lìa khỏi xác. Với sở trường lạnh lùng như thế, giới hắc đạo miền Nam ngại dân anh chị miền Bắc một vành. Vì vậy Xuân Bạch Tạng cầm tinh con hổ lấy lừng ngày nào, cũng như hàng chục đàn em trung thành của Sơn luôn là bức tường thép lấy le với giới hắc đạo Hải Phòng, Nam Định. Ngày 16 tháng 3 năm 2002, đội đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự bắt Sơn ngay tại đầu ngõ Lượng Sứ A và di lý ông trùm đa búa này vào miền Nam phục vụ điều tra mở rộng các vụ án liên quan.